Quý vị thân mến, hầu hết chúng ta đều sợ sự lão hóa vì những rủi ro về sức khỏe đi kèm với tuổi tác tăng lên. Khi chúng ta già đi, các tế bào trong cơ thể sẽ dần yếu đi, vì vậy mà sức khỏe tổng thể cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, có một số bệnh lý liên quan đến tuổi tác rất phổ biến như đái tháo đường, đục thủy tinh thể, viêm khớp hay suy giảm trí nhớ. Trong số đó, đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù loà đứng đầu trên thế giới và thường gặp ở những người già. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ căn bệnh này lại đang có xu hướng trẻ hóa do tác động từ môi trường sống, từ lối sống thiếu khoa học và tâm lý chủ quan trong việc chăm sóc mắt của chúng ta. Vậy trước thực trạng ấy, chúng ta cần làm gì để phòng ngừa và điều trị đục thủy tinh thể? Trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Lạc sẽ mách cho bạn hai cách giúp hỗ trợ điều trị bệnh đục thủy tinh thể hiệu quả bất ngờ, không cần dùng đến thuốc tây, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm chi phí. Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, bệnh đục thủy tinh thể là một bệnh xảy ra ở mọi đối tượng với nhiều tên gọi khác nhau như bệnh cơm hạt, cơm đá, cơm khô. Đây là tình trạng thủy tinh thể bị mờ, không còn trong suốt, khiến ánh sáng khó đi qua làm thị lực của người bệnh bị giảm, nhìn mờ và có nguy cơ bị mù lòa nếu không được chữa trị kịp thời đúng. Vì vậy mà sau đây, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn hai cách hỗ trợ điều trị căn bệnh này vừa đơn giản vừa hiệu quả. Cách thứ nhất, điều trị đục thủy tinh thể bằng nước dừa tươi. Đây là bài thuốc được đánh giá là có hiệu quả rõ rệt và được kiểm chứng bởi nhiều bệnh nhân đã sử dụng và có hiệu quả nhanh chóng. Bạn cần chuẩn bị những thứ sau: thau, khăn mặt, nên chọn loại dày để giữ ấm được lâu, chén hoặc ly đựng nước dừa, thìa nhỏ hoặc dụng cụ để nhỏ nước dừa vào mắt, trái dừa tươi. Cách làm như sau: nhỏ nước dừa tươi vào lần lượt từng mắt, có thể nhỏ 3 đến 4 thìa cà phê nước dừa vào mỗi mắt, nên cố gắng nhấp nháy mắt để nước dừa lan ra khắp cả mắt. Nước dừa tràn ra hai bên khóe mắt thì có thể lau bằng khăn mặt khô hoặc giấy. Tiếp đó, lấy khăn nhúng vào thau nước ấm và vắt bớt nước. Dùng chiếc khăn này đắp lên mắt và giữ khăn trong vòng 10 phút. Nếu chưa được 10 phút mà khăn không còn ấm thì nên nhúng lại khăn trong thau nước ấm, vắt và đắp lên lại. Một ngày làm 1 đến 2 lần, nếu thủy tinh thể bị đục nặng thì nên làm 10 ngày liên tục bạn nhé. Cách thứ hai, hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể bằng cần tây. Lá cần tây giàu vitamin A, loại vitamin chính cần thiết để giữ cho mắt khỏe mạnh. Ngoài ra, lá cần tây được biết đến là làm giảm khô mắt bằng cách duy trì độ ẩm cho mắt. Cách sử dụng cần tây để giảm đục thủy tinh thể: chuẩn bị 5-6 nhánh cần tây, 2 thìa cà phê mật ong, rửa sạch lá cần tây rồi đem xay với một ít nước. Đổ nước ép lá cần tây ra cốc và thêm 2 thìa cà phê mật ong vào. Bạn có thể uống một cốc nước ép lá cần tây mỗi ngày khi đói và uống trước bữa tối. Sử dụng nước ép cần tây thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ hạ huyết áp. Để phòng tránh, bạn nên cho thêm một nhánh gừng để xay cùng. Nếu bạn thấy nước ép cần tây khó uống, có thể xay cùng một quả dưa chuột hoặc một quả cam. Thường xuyên uống mỗi ngày một ly nước ép này, bạn sẽ nhận ra điều kỳ diệu đối với cửa sổ tâm hồn của mình đấy. Các bạn thân mến, theo các chuyên gia, những dấu hiệu của bệnh đục thủy tinh thể thường không rõ ràng và rất dễ nhầm lẫn. Chính vì vậy mà chúng ta cần nắm rõ những triệu chứng cảnh báo bệnh sau đây để có phương pháp điều trị từ sớm. Dấu hiệu thứ nhất, mắt kéo mây. Đây là triệu chứng phổ biến của bệnh đục thủy tinh thể, trong đó người bệnh thường thấy mắt mờ như kéo mây. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng này, nhưng khi bị đục thủy tinh thể, hình ảnh nhìn sẽ ngày càng mờ theo thời gian. Tuy nhiên, mờ mắt cũng tương đối khó để phân biệt với các bệnh khác như tăng nhãn áp. Vì vậy, cần đi khám sớm để được chẩn đoán bệnh lý nếu thấy có những thay đổi này. Dấu hiệu thứ hai, nhìn đôi. Sự phân đôi, thường được gọi là nhìn thành hai, có thể là một dấu hiệu khác của bệnh đục thủy tinh thể. Nhìn thành hai trong trường hợp này sẽ xảy ra ngay cả khi nhìn bằng một mắt. Ban đầu, đục thủy tinh thể gây ra mờ đục trong tầm nhìn, ảnh hưởng đến một phần nhỏ thủy tinh thể của mắt và có thể không đáng chú ý. Nhưng khi đục thủy tinh thể phát triển về kích thước, nó sẽ che đi thủy tinh thể và cũng sẽ làm biến dạng ánh sáng đi qua nó. Do đó, bạn có thể nhận hình ảnh thành hai trong một mắt nếu mắt bị đục thủy tinh thể. Dấu hiệu thứ ba, nhạy với ánh sáng. Nếu bạn nhạy cảm với ánh sáng kèm theo nhìn mờ hoặc mắt kéo mây thì cần đi khám sàng lọc đục thủy tinh thể. Triệu chứng là bạn không thể ra ngoài khi trời nắng hoặc mắt nháy liên tục khi tiếp xúc với ánh sáng. Vì khi bị đục thủy tinh thể sẽ phân tán nhiều ánh sáng đi vào mắt hơn bình thường nhưng lại không đi được ra phía sau mắt nên sẽ gây khó khăn để có thể nhìn thấy rõ ràng. Dấu hiệu thứ tư, màu sắc xuất hiện mờ nhạt. Do mắt bị vần đục nên màu sắc có thể trở nên kém rực rỡ và ngày càng xám xịt theo thời gian, bởi vì điều này thường xảy ra với tốc độ chậm và dần dần nên hầu hết bệnh nhân đều không chú ý đến sự thay đổi màu sắc sau khi phẫu thuật được thực hiện để loại bỏ một bên hoặc cả hai bên thủy tinh thể.
Khi đục thủy tinh thể dần phát triển, thỉnh thoảng sẽ nhận thấy màu sắc nhuốm vàng và phai dần. Một trong những thay đổi nổi bật nhất về thị lực sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể là sự cải thiện đáng kể về hình ảnh màu sắc, hình ảnh sẽ trở nên đẹp và rực sáng hơn. Dấu hiệu thứ 5, khó đọc. Thủy tinh thể ở bên trong mắt có thể so sánh với ống kính máy ảnh, tập trung ánh sáng lên võng mạc và để chúng ta nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, dù ở gần hay ở xa. Thủy tinh thể này hầu hết được cấu thành từ nước và protein. Protein được sắp xếp theo cách này cho phép ánh sáng xuyên qua nó. Bởi vì đục thủy tinh thể khiến protein kết thành cục lại nên những chữ in nhỏ sẽ rất khó để thấy rõ trong gương khúc xạ. Quý vị thân mến, đôi mắt là bộ phận vô cùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhưng lại rất ít khi được chúng ta quan tâm, chăm sóc. Và thực tế cho thấy trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết chúng ta đều có những thói quen vô tình gây hại cho mắt và sức khỏe tổng thể nói chung. Về lâu dài, nếu không thay đổi những thói quen này, có thể khiến mắt bị suy giảm thị lực nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Và theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, để có một đôi mắt sáng khỏe không hề phức tạp, chỉ cần bạn thay đổi một số thói quen không tốt sau đây để tránh làm hại cho đôi mắt, làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể. Hãy cùng tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Thói quen thứ nhất, hút thuốc lá. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hút thuốc lá làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi. Các bác sĩ cho rằng hút thuốc lá gây đục thủy tinh thể bằng cách thay đổi các tế bào của ống kính mắt qua quá trình oxy hóa. Nó cũng dẫn đến sự tích tụ của kim loại nặng trong mắt. Hút thuốc lá gây thoái hóa điểm vàng bởi nó ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến võng mạc, do đó làm tăng tác hại của quá trình oxy hóa trên các tế bào của điểm vàng. Thói quen thứ hai, dụi mắt. Nhiều người có thói quen dụi mắt, chính điều đó khiến cho đôi mắt bị tổn thương, đặc biệt tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây hại cho đôi mắt, khiến mắt dễ bị các bệnh rối loạn tái phát nhiều lần như viêm giác mạc, viêm kết mạc, khô mắt, vân vân. Đó cũng là nguyên nhân gây ra bệnh đục thủy tinh thể. Vì vậy cần bỏ thói quen dụi mắt để bảo vệ đôi mắt. Thói quen thứ ba, ăn quá nhiều đồ ngọt. Có chế độ ăn mất cân bằng, không kiểm soát độ đường trong cơ thể cũng dễ bị mắc bệnh tiểu đường, huyết áp tăng, béo phì, không giảm cân được. Đây cũng là một trong những lý do khiến mắt dễ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Thói quen thứ tư, sử dụng điện thoại thường xuyên. Smartphone có thể là lý do khiến đôi mắt bị tổn thương sau này, đặc biệt là bạn làm việc này thường xuyên. Nó có thể dẫn đến mờ mắt, khô mắt, chóng mặt và buồn nôn. Về lâu dài có thể khiến mắt bị tổn thương, gây nên bệnh đục thủy tinh thể. Thói quen thứ năm, xem TV vào ban đêm. Trong thực tế, khi nhìn vào bất kỳ loại màn hình nào trước khi đi ngủ buổi tối, bao gồm điện thoại, máy tính bảng, TV, laptop đều không tốt cho bạn, đặc biệt là đôi mắt. Xem chúng trong bóng tối khiến các cấp độ ánh sáng thay đổi nhanh chóng, làm mắt khó thích nghi, gây ra mỏi, đau mắt, nhức đầu, khô mắt, thậm chí đỏ mắt. Thị lực yếu dễ nhiễm bệnh khiến mắt có nguy cơ bị mắc đục thủy tinh thể. Các bạn thân mến, thay đổi những thói quen xấu vừa rồi bằng một số thói quen tốt sau đây là cách tốt nhất giúp cải thiện sức khỏe cho cả cơ thể và thị lực đấy. Hãy áp dụng ngay nhé! Thứ nhất, nên tập thể dục cho đôi mắt. Các bài tập cho mắt vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào và ở đâu. Bạn có thể tranh thủ lúc ngồi xe, giải lao giữa giờ làm việc, thậm chí là lúc đang đi chơi để tập luyện. Mỗi động tác chỉ mất vài phút đồng hồ. Do đó rất dễ dàng để duy trì thói quen tốt cho mắt này hàng ngày. Một số động tác tập thể dục cho mắt bạn có thể tham khảo là chớp mắt liên tục trong 2 phút, nhắm mắt, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ nhàng lên mắt, nhìn tập trung vào hai điểm và di chuyển mắt qua lại giữa hai điểm đó, đảo mắt theo chiều ngược và xuôi chiều kim đồng hồ, viết chữ và số bằng cách di chuyển mắt. Hoặc đơn giản nhất là bạn chỉ cần nhắm mắt lại và thư giãn vài phút sau mỗi 1 giờ đồng hồ học tập và làm việc là đã giúp ích rất nhiều cho mắt. Thứ hai, hãy đeo kính bảo hộ mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi mắt tiếp xúc với tia UV từ ánh sáng mặt trời sẽ rất dễ bị viêm mắt. Đeo kính râm khi ra ngoài nắng sẽ giúp bảo vệ mắt, ngăn ngừa các vấn đề về thị lực. Không chỉ bảo vệ mắt khỏi tia cực tím, đeo kính râm còn giúp mắt tránh khỏi khói bụi và gió. Từ đó tránh được các trường hợp như đỏ mắt, chảy nước mắt quá mức, mắt quá mẫn cảm với ánh sáng. Do đó bạn hãy sắm cho mình 1-2 chiếc kính râm tốt để đeo mỗi khi ra ngoài. Đây là thói quen tốt cho mắt rất dễ thực hiện. Đối với những người phải làm việc với các thiết bị phóng tia lửa như thợ hàn thì cần sử dụng kính bảo hộ chuyên dụng khi làm việc. Người làm việc trong môi trường có nhiều khói bụi, khí độc cũng cần được trang bị kính bảo hộ lao động để bảo vệ mắt. Đây là thói quen tốt cho mắt và cũng là yêu cầu bắt buộc trong quy định nghề nghiệp. Với những nhân viên thường xuyên phải ngồi làm việc trước máy vi tính hoặc các thiết bị vô tuyến thì có thể sắm cho mình một chiếc kính chắn hoặc hấp thụ ánh sáng xanh để giảm thiểu tác động của ánh sáng xanh đến mắt. Thứ ba, nên vệ sinh tay thường xuyên. Tay là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khói bụi và vi khuẩn.
chúng ta lại thường vô tình đưa tay lên rụi mắt, chạm vào mắt. Hành động này có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh về mắt như đau mắt đỏ, viêm mắt, v.v. Thường xuyên rửa tay sạch sẽ để tiêu diệt vi trùng không chỉ là thói quen tốt cho mắt, mà nó còn giúp đề phòng rất nhiều căn bệnh khác như cảm cúm, lao phổi, thủy đậu, viêm ruột, tay chân miệng. Thứ tư, hãy ngủ đủ giấc mỗi ngày. Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng trong việc giúp mắt hồi phục sau một ngày dài làm việc. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Chỉ cần một đêm thiếu ngủ, sáng hôm sau bạn có thể nhận thấy mắt mình khô, nhức, có quầng thâm, xuất hiện bọng mắt, sưng mắt. Thậm chí thiếu ngủ còn gây ra bệnh lý thần kinh thị giác, khiến mắt bị co giật, các mạch ở mắt bị sưng tấy. Do đó hãy cố gắng duy trì thói quen tốt cho mắt là đi ngủ đúng giờ và đủ giấc để mắt có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi bạn nhé. Quý vị thân mến, như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, bạn đã biết cách chăm sóc cho đôi mắt của mình đúng cách rồi phải không nào? Hãy áp dụng ngay và chia sẻ kết quả tốt đẹp của mình cùng khán giả của Sống An Lạc bạn nhé. Cuối cùng, chúc bạn luôn có một đôi mắt sáng khỏe và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.